Bích xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật hàng tuần lại đến với quý khán giả thân thương của chương trình. Trước hết, Bích xin gửi lời chào đến quý khán giả và xin chào anh Bằng. Xin mời anh ạ. Dạ, thưa kính chào cô. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả đài Việt Mỹ Television. Dạ, hôm nay thì thưa chắc là cô và tôi đồng ý mình nói về cái chuyện là tất nhiên là cái ngày Trung thu. Vì hôm nay là trong cái mùa Trung thu đó, dạ, mùa thu rồi anh ạ. Mùa thu rồi, dạ. Thành thử có lẽ là trước tiên cả thì cũng một cái Tết của thiếu nhi thì các em hay các cháu rất quen với là cái ông Cuội và chị Hằng Nga. Chú Cuội. Chú Cuội, dạ. Thì đôi khi người ta gọi là cái thằng Cuội nữa là vì cái thằng con nít, dạ, nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Thành ra giờ thưa cô cũng nghe là vì sao lại đôi khi cái nói Cuội, tức là nói láo, nói cũng đúng sự thật á, vì sao người ta nói như vậy? Vậy là chú Cuội hay nói dối phải không thưa anh? Dạ, chắc phải có cái sự tích gì cũng mà ngày xưa em còn bé thì em cũng đã nghe rồi, nhưng mà thật sự ra là lâu quá không có nhắc lại, thì xin anh nhắc lại được không ạ? Dạ, kể một phần á, thì hôm nay chúng ta biết thêm được là một cái đồng dao, chúng ta đã học về cái, họ nói qua về ca dao rồi, cái đồng dao, tức là cái cháu mấy cháu trẻ nó nghĩ gì nó nói này. Yeah. Nhưng mà giờ thưa cũng phải như vậy, phần nhiều các cái vị thức giả thường đặt ra một câu chuyện mà giờ nó không phải là sự thật, nhưng mà có một cái ý rất là thâm thủy. Ví dụ như chả như chú Cuội, câu chuyện chú Cuội là tất nhiên là với kỳ gốc cây đa, thì giờ thưa cái câu chuyện nó như thế này. Dạ, thì xưa có cái chủ, có một cái người đi làm thợ rừng. Dạ, tức là tên là Cuội. Thì giờ cực khổ vô cùng, chỉ là cái giá tài của cái chủ Cuội đó chỉ là có một cái rìu thôi, để đi vào rừng để mà giờ kiếm củi. Dạ, thì thưa một hôm đi vào rừng thì ông ta gặp một cái hán cọp, nhưng mà ông rùng mình, nhưng mà thưa không cái con mẹ giờ đi ăn, đi chỗ khác đi thăm mồi. Thì còn ba con ở trong cái hang đó. Thì ông ta nghĩ rằng là cái giống này là giống ác, giống dữ, nếu như chúng ta không đập chút cho nó chết thì sau này nó sẽ cắn mọi người. Thì nhất định sẵn có cái rìu đó, thì ông đánh chết ba con. Thì ông thình lình cái số lưng có cái tiếng hú, thế là cái con mẹ nó đi về. Thì như vậy ông hoảng, ông không biết cách sao thì ông phải thoát. Thì cạnh đó có một cây, ông trèo lên của cây. Thì cọp mẹ đứng để mà chụp, để mà vô, thì giờ vô không kịp vì ông cũng rất nhanh. Ông trèo trên cây. Thì con mẹ thì ba đứa con mình chết rồi, thì đi lẹo đẹo rất là buồn bã. Tuy nhiên, nó cũng có cách chữa, bằng cách nó đi đến tìm, đến một cái đoàn đó thôi. Thì khi đó là Cuội đứng trên thấy con cọp mẹ đi đến một cái lùm cây đó, đến một cái cây đó. Giờ kiếm từng cái ngọn lá, rồi nó nhai đi, nó vò đi, rồi nó đến, nó thoa ở xung quanh, cái đứa con, lần lượt đứa thứ nhất, đứa thứ nhì, đứa thứ ba. Thì giờ bỗng chốc, ba đứa con đó, nó sống lại. Đó. Thì cái ông Cuội, ông đứng, anh chàng Cuội chân đứng ở trên cái cây, ông thấy là có cái thuốc thân tiên, thuốc rất hay. Nhưng mà cũng rất là may. Khi mà đã ba cái con rồi, nó lăn rồi, nó đứng dậy được rồi, thì cái chỗ đó thì có lẽ con mẹ nó nghĩ rằng cái chỗ đó bất ổn, cho nên nó dẫn con đi chỗ khác. Thì ông Cuội ông quá mừng, ông trèo xuống cây, rồi ông tìm ngay đi chỗ cái cây, ở chỗ cái cây đó, cái lùm cây đó để ông quay thử những thứ cây gì. Thì ông biết rằng là cái cây đó, những cái lùm cây đó thì rất là hay, ông nhặt tất cả cái lá. Rồi ông tìm những cái con ông bới, thì ông xách rìu ra về. Thì khi đi qua, ra khỏi khu rừng thì ông thấy là một cái ông già nằm chết ở bên bề đường. Thì bây giờ sẵn đây ông thấy rằng là ông thí nghiệm luôn và cũng cứu cái ông già đó luôn. Thì ông nhai, ông sẵn có, ông lấy một cái số cái lá cái đó, ông nhai đi, rồi ông đắp trên cái vết thương, đắp cùng người như vậy. Thì giờ thưa bỗng chốc cái con người đó, ông già đó, ông dừng lại, ông vùng dậy, ông sống lại. Thì ông mừng quá, ông cảm ơn rồi hết.
Và ông nói cho cái chú cồi biết rằng là cái cây này là cây đa, cái lá này là lá đa. Đó. Bây giờ về trồng đi để mà cứu nhân độ thế, vì cái lá này nó rất hay. Đó. Nhưng mà giờ có một điều là khi mà giờ tưới nước á, thì phải là nước trong, nước sạch, đừng có nước bẩn. À, thì cái chú cồi thì sung sướng chữa cái ông già được lành, và cũng đã đem được một cái thân, một cây mà cải tự hoàng sinh, đem lại cái sự sống cho mọi người. Thì chú cồi vui vẻ ra về. Thì khi ra về, khi mà ra lội qua một con suối á, thì chú cồi thấy là giờ có một con xác của một con chó và nổi lên bên. À, thì kể ra cứu nhân thì phải cứu người thì phải cứu vật nữa. Thì chú cồi không quên rằng là kể đem cái con chó đó ở trên bờ, rồi lấy lá cũng nhai cũng đắp lên đó. Thì giờ con chó cũng sống lại lần thứ hai nữa, sung sướng quá. Thì như vậy là ông đem con chó về nhà, xem như ông đi về nhà có một người bạn sống với nhau. Thì có lẽ là ông thương, rất thương loài vật. Thì trong cái nhà ông chỉ là đơn độc, cha mẹ chết, ông chỉ có sống ông vậy là con chó thôi. Dạ. Thì giờ đời sống ông rất bình thường. Và bây giờ thì ông thấy ông thích thú quá, ông cứu nhân độ thế, ông chữa được người sống. Thì giờ thưa bây giờ ông không có đi làm củi nữa, ông không vào rừng nữa, mà giờ ông đi chữa. À, thì có lẽ là cái tiếng tăm của ông lan rộng khắp nơi. Thì giờ một hôm trong cái làng nọ, trong cái xóm nọ, giờ có nhà ông phú hộ. Thì giờ nhà ông phú hộ đó thì chẳng may rằng là có cái đứa con gái đầu lắm, cũng đã lớn rồi, nhưng mà nó bị chết trôi. Đó, thì là chòm xóm xung quanh nói rằng là ở đâu kia, đâu xóm kia, có một cái ống cùi đó, ông có thể cải tự hoàng sinh được, nghĩa là ông có thể cứu được mạng người. Thì ông phù hộ sung sướng quá, ông cho người đến thịnh, đến mời cái ống cùi đến chữa. Thì giờ thưa đúng vậy, ống cùi đến chữa, lấy cái lá đó nó nhai, nó xoa lên cô tay, thì cô kia sống lại. Thì cô biết sống lại thì ông đền ơn một cách sao không? như cô thường nói, vì lúc xưa là ông gả người con gái cho cô ta. À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng là một cái việc thiện làm thì nó không mất. Đó, thì ông được là cưới cô kia về, thì có lẽ cái nhà ông phù hộ thì sao có tặng cho cái nhà cửa, rồi tặng cho người con gái là làm cái đám cưới rất là rinh ràng. Dạ, thì hai vợ chồng sống với nhau và có một con chó nữa. Nhưng mà giờ đời á, cái không phải như vậy, được cái này thì mất cái kia. À, thì cái số mà thanh niên trai trẻ trong làng á, thì xưa nay muốn cô ta, muốn thân với cô ta, muốn cưới cô ta, nhưng mà giờ không được. Đấy. Thì đừng một cái thấy rằng là cái anh chàng này rất tâm thương, tuy là thờ rừng thôi, nhưng mà được một cô gái đẹp, và được cái sự sung sướng này nhà cửa của ông phù hộ tặng cho. Thì bây giờ tìm cách hại. Thì giờ một hôm ông kia đi chợ bình xa, thì mấy cái người trai trẻ trong đàn rủ nhau đến để mà giống như là hách dịch, giống như là tìm cách ám hại cô ta. Thì cô ta để nhưng phải chống cự lại, và trong lúc chống cự lại thì làm sao mà bên kia các anh chàng trai trẻ mạnh mẽ, 5-7 người bên này chỉ mình cô ta thôi. Thì cô ta cầm cự lại, thì lẽ nhưng bên kia cũng là hai bên dùng dằng nhau, thì cuối cùng cô ta bị thương nặng, và họ nghĩ như thế mày cái anh chàng trai nghĩ là cần phải giết cô, để vì cô ta cũng là thấy ấy đã có gia đình rồi ấy, mà hơn nữa là vì răng thì không đem đến là không yêu thương mình mà đi yêu một cái người mà tầm thường như vậy. Nhưng mà anh chàng này biết rằng là bây giờ làm răng phải phi cái tăng tích đi đó, và làm thế nào biết được là cái anh chàng cuối này anh chữa bên được. Ta nói bây giờ phải có cách là rút cái ruột của anh vứt ở dưới sông, để cho không có một cái, để cho cái thân thể của anh không còn một cái người nữa, không còn là con người nữa, không còn bộ lòng, không còn ruột, không còn tim gan gì nữa, để vứt hết tất cả. Thì khi anh ta về thì anh ta thấy vợ anh đã chết rồi, và anh biết cái nguyên nhân vì sao đã chết. Thì anh cuối đem tất cả những cái thuốc thang, những cái lá ra là đá đỏ nghiền nát cắn ngát để mà xoa vào cái xác của cô ta. Đấy. Nhưng mà không có cách gì cô ta làm được.
Thì có lẽ quý vị cũng biết nên là cái con người cô đã mất những cái bộ phận về ruột rồi, đấy, thành ra cũng chữa lành được. Thì giờ thương ở bên cạnh á, con chó nó cũng buồn bã, nó lác đác bên viên như nó mong muốn. Nó tuy nói không được nhưng mà nó tỏ cái thiện ý của nó. Bây giờ cái ý của nó là như thế này: bây giờ muốn chữa cái bà chủ của nó, tức là vợ của ông ta, là làm thế là phải có cái bộ ruột của động vật. Thành nó sẵn sàng hy sinh cái bộ ruột. Thì thật vậy, khi mà nhà mộ ruột, con chó ra lấy cái bộ ruột lắp vào cái bộ ruột của bà vợ của ông cụ ấy, thì vợ của ông cụ ấy sống lại, rất là hay. Thì thưa quý vị biết sao không? Trong khi đó con chó thì vô lẽ là không chữa, phải chữa ông chó. Thì nhưng chẳng mà, thì rất là may, ông ta ông bắt bộ ruột bằng sự đất sét để lắp vào con chó, thì con chó nó sống. Thì bây giờ trở lại cái bà vợ sống như thế nào? Thì bà vợ sống rất bình thường, nhưng mà giờ thưa cái tính tình nó thay đổi. Để đâu nó quên đấy, thì cũng vẫn là ăn uống, vẫn bình thường, vẫn ăn ngủ như thường, nhưng mà cái hay quên, và hay cứ tưng tưng như vậy. Thì có lẽ là rất là khoa học khi mà cái ruột của người và ruột chó nó khác nhau, nó thay đổi cái trạng thái ở trong con người. Nhưng mà giờ thưa có một cái điểm như thế này. Có một hôm, là cô ta, xin lỗi, cô ta ra của cái cây mà, hai cái cây mà, của hai cái đá mà dễ thưa cái ống cuối trong á, lẫn dân. Thì xin lỗi, cô ta ra thì xin lỗi, cô ta đi tiểu phòng uyển chỗ cái gốc cây đó. Thì tự nhiên cái cây đó nó trung lay cái gốc và nó bay lên. Thì thừa cơ hội cái thằng cuối nó đi về, ấy nó thấy cái cây rất bay, nó hoảng lên. Thì nó lấy ngay cái búa, nó đánh vào cái cây đó nên nó níu lại. Thì vừa thưa, cái cây đó cũng vừa trật gốc và lần lên. Thì mà khi đó cuội cầm trên chỗ cái búa đó, cũng là trèo vì tiếc, không vì tiếc cái cây đó cũng lên mà giờ thưa lên trời luôn. Cho nên chú cuội ở lên cái trời, đi thẳng luôn. Thì câu chuyện nói đó là tất nhiên là nói cái ông già mà chết lần trước, thưa là ông Tiên. Ông vẽ cho cách thử thuốc rất là quý ấy, nhưng mà vì bà ta không biết, vì bà ta không phải là cái ruột người nữa mà là cái ruột thú vật, cho nên bà ta khủng hoảng, bà ta không biết gì cả, cho nên bà ta ra, bà ta đi phóng uế bừa bãi đó, cho nên cái cây đó nó tùy trời để cho nhưng mà không biết cách giữ ấy, thiên nhiên để cho một cây quý nhưng mà giờ cái ý nói như vậy không biết cách giữ lại ấy, cho nên là cuối vì luôn chết cái cây đó mà giờ thưa đi lên cái cung trăng mà giờ ở trên luôn. Đó là cái chuyện mà giờ xưa cái điện tích như vậy. Dạ vâng, nãy giờ mà Bích Ti ngồi nghe anh Bằng nói kể lại câu chuyện cổ tích ngày xưa, chú cuội lên trên cung trăng thì thật sự ra là em nghe lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ nghe lại thì em thấy cũng có vẻ mới ghê á. Dạ, có cái điện tích thật là quá hay thưa anh. Dạ, thì còn chị Hằng như nào ạ? Tại sao mà lại có chị Hằng đưa nó đấy thưa anh? Dạ thưa, chị Hằng là dạ thưa một cái tưởng tượng một cái người đẹp, một người đẹp ở trên đó, cái là của Hằng Nga là cái mặt trắng thôi. Dạ. Đó, nhưng mà dạ thưa, dạ, theo tôi nghĩ thì dạ thưa có cái hay là cái chuyện Duy Túy có vẻ là thấy nó tưởng tượng ra, sáng tác ra thôi. Đấy, nhưng mà dạ thưa tôi thấy có cái hay như thế này, là cái lúc xưa cái tư tưởng, cái tư tưởng, thường thường cái tư tưởng nó đẻ ra hành động. Khi mà mình có một ý nghĩ như vậy thì sẽ có những cái hành động tiếp theo. Thành ra cái tư tưởng của những cái người mà nghĩ ra cái chuyện mà thằng cuối với cái trắng và cái Hằng Nga rất là cao. Là vì cái mơ ước cũng phải mơ ước tầm thường, mà mơ ước trên trời xanh, mơ ước trên cung trăng. Và ông bà chúng ta cũng đã từng mơ ước trên cung trăng. Đấy, làm sao mà lên được, được trên cung trăng, lên được những cái thế giới trong không gian đó, thì cái đó là cái mơ ước, mà phần nhiều mơ ước là nó sẽ có cái hành động. Thì như cô biết, nhưng là cái ngay bây giờ cái văn minh của thế giới, nhất là nước Hoa Kỳ này ấy, cái Apollo đã 11 ấy, đã lên được cung trăng và cắm cái cờ Mỹ ở trên đó. Ôi, thì cũng là tuy câu chuyện rất là hào hoa, cốc rất là phóng khoáng, rất là mơ hồ, nhưng mà cái sự thật nó sẽ được như vậy. Thành thử tôi nghĩ rằng là theo cái định nghĩa của đồng giáo á, thì tuy những câu chuyện cũng nít, câu chuyện bình thường thôi, nhưng mà từ đó có lẽ những cái nhà thức giả họ đã có một ý nghĩ đó, và họ đưa cho những cung nít để khi mà đọc lên thì đó là cái chuyện nói láo, hay là những cái chuyện
Chuông có vẻ là khôi hài thôi, nhưng mà thật ra giờ có một sự sâu sắc. Cho nên bởi vậy những câu chuyện đó người ta gọi là những câu chuyện mà những câu chuyện của trẻ con ấy, người ta không để ý đến, nhưng mà giờ thơ có những cái rất sâu sắc, người ta gọi là thêm một cái gọi là đồng giao là vậy. Thế cái thật sự ra là Việt Nam mình có những chuyện cổ tích, chuyện nào nó cũng có ý nghĩa hết rồi thưa anh. Dạ, nói đến Trung Thu thì Vicky nhớ hồi bé đó, hồi học Vicky học tiểu học á, bây giờ nhớ lại thì thấy nhớ thân sinh của Vicky nhiều lắm, bởi vì mỗi năm á, là có Tết Trung Thu thì là hàng xóm láng giềng cũng có con nít cũng cỡ tuổi của con mình đó. Dạ, thành ra là cụ cũng kêu gọi các bé ở trong hàng xóm đến, rồi buổi tối tập trung trước sân nhà của mình á, xong rồi cụ thuê một cái đoàn múa lân nữa thưa anh. Dạ, để đến nhà múa, xong rồi cụ bày một cái mâm cỗ Trung Thu thì tôi còn nhớ gồm những cái bánh Trung Thu nó nhỏ nhỏ dễ thương lắm, rồi có cái bánh mà nó nặn bằng cái con heo này đó, con heo đó. Dạ, dễ thương dễ sợ. Xong rồi mấy đứa nhỏ hàng xóm cùng với mình ngồi chung quanh tất cả, rồi vừa ngắm trăng rồi lại vừa thưởng thức múa lân, đoàn múa lân đến trước cổng múa. Thành ra là cái đó là do bố mẹ muốn giữ tập tục để cho các trẻ em nhi đồng á. Dạ, thành ra bây giờ cứ đến mùa Trung Thu là Betty lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Và bây giờ mình có con có cháu rồi đó, mình dẫn với con cháu mình đi đi coi như là đến cộng đồng này thưa anh. Dạ, cộng đồng của Việt Nam mình tổ chức ở khắp nơi Tết Trung Thu rất là vui, để cho các cháu bé thiếu nhi nó đến rước lồng đèn, rồi phát quà phát bánh, rồi có văn nghệ và cho các cháu nó dạ, hát những cái bài Tết Trung Thu rước đèn đi chơi này nọ đó thưa anh. Dạ, nhớ dễ sợ. Rồi còn ngoài cái Tết Trung Thu mà mùa thu này thì anh còn có cảm hứng anh làm thơ gì nữa thưa Dạ thưa, anh? nói chung chung thì Dạ. cái mùa thu là cái mùa cái Tết của trẻ nhi đồng, trẻ của trẻ Dạ. em rất là vui, nó ăn bánh trung thu này, nó hát những cái bài hát trăng trung thu này, rất là vui vẻ. Nhưng mà giờ đối với người lớn có lẽ là trung nhất là đối với các văn nhân thi sĩ, trung thu đã đem lại những cái nỗi buồn của họ, bây giờ họ đã trang trải qua những cái văn thơ, qua những bài thơ thu, qua những cái bài hát rất là hay. Ví dụ như cô còn nhớ cái bài hát mà Giọt Mưa Thu đó, cái bài mà nghe cái bài hát Giọt Mưa Thu nó thật là quá nặng nuột ấy, có lẽ là diễn tả được cái tâm trạng của nếu như mà thứ cô còn nhớ thì giờ cô có thể là Dạ, cô thưa hát anh, cái lên bài được. Giọt Mưa Thu thì hồi Betty còn nhỏ cũng đã được nghe trên đài phát thanh á, với lại nhất là ở nhà mẹ của Betty đó, cụ nhà quê nhưng mà cụ cũng thích cái bản nhạc lắm, thành ra lâu lâu cụ ea, thành ra mình nó cũng hơi thấm vào đầu đó thưa anh. Dạ, thì của Đặng Thế Phong, dạ, tác giả của Đặng Thế Phong Rồi thì thì giờ cũng cũng còn những cái bài thơ, cũng có đó là những bài thơ, bài nhạc, rồi cũng có những cái bài mà về văn xuôi nữa. Thì có lẽ là cái giờ sau mình sẽ nói qua về cái mùa thu với cái tâm trạng của các văn nhân thi sĩ cũng như của cái nhạc sĩ. Thì bây giờ mình cũng tạm thời để nghỉ để mà chạy một vài quảng cáo. Thì có thể sau đó thì cũng xin cô hát lên cái bài Giọt Mưa Thu. Tuy thì lẽ nhưng mình tuổi già rồi nó không hay, nhưng mà với cái ý thức để ôn lại tất cả những cái tuổi trẻ đó. Dạ vâng, và kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại của Việt Mỹ Television. Xin quý vị đừng có rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn.